Welcome back to my channel. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh. Mẹ ơi, chị lớn quá kìa. Biết chị lớn không? Bà bảy bữa đó bà tình lắm. Trời ơi, năm ní là mẹ là là. Ồ chù cha, chù cha, 98, chù cha. Bằng. Lớn quá mà biết không? Mẹ. Chị lớn cái cháu mẹ giòn đó nào? Mẹ giòn. Mà biết không? Chị lớn có đó. Để hả? Biết không? Buồn ngủ hơn chị lớn mẹ cháu mẹ giòn á. Nè rồi, rồi mẹ nhớ con không? Ngay cháu nhớ không? Mẹ. Bà cái tình cái sai vợ. À tội rồi chứ. Bị nổ ra bà dục đó. À. Mà chuông cái lỗ. Mẹ, mẹ thấy nhớ không? Nhớ dòng không? Nhớ chị Lân không? Rí là bữa đấy mẹ cũng đốc rồi. Hả? À, tội chứ. À. Rồi là 98 tuổi rồi đó. Trời trời ơi. Mẹ hình như bữa đi đâu có thấy đường nữa. Dạ. Mày nắm rứng thấy. Thấy lâu rồi chứ. Ờ, hồi xưa là cũng thấy mơ mơ. Dạ. Hồi xưa bạn đầu hủ đó, dạ. Bạn dạ. Đầu hủ. Mơ mơ đi coi như 2 năm đấy không thấy đường nữa. Dạ. Rồi chứ. Mẹ ơi, có người gửi qua cho mẹ con ném tới nè. Chị lấy cho tiền nghe không? Đúng vậy. Có người gửi cho qua. Có người gửi qua cho mà nhận không? Mẹ lắng đó nó. Thôi cho mẹ ngồi dậy thì cho vui hè. Bà ngồi cũng được cái gì? À rửa. Bà ngồi bữa nay đau cái xương thì bà đang lỡ. À tồi chứ. Rửa thôi đừng ngồi nữa. À tồi chứ. Bà lỡ ngang mua em tiền ngang mãi rửa đó. À. Nè, chừ hai chân miếng phun này chị thấy không? À. Cái đi bằng đường này mà rơ ra là xịt thùng quét. Để nó giữ cái chân được từng ngắt à. Ừ, tồi chứ. Mẹ. Rồi thôi để mẹ nằm yên. Rồi. Chân ra. Rồi. Nè. Chị lấn thải hai chân này nè. Nè chị này giống như bông nữa chứ mà đang xịt đến là à, rồi tồi chưa. Cười. Răng cái ngừng đi mua hết trơn rồi. Em bởi mẹ hóa quá đó bữa con mày cãi mà răng rồng mua rợt hết trơn mua đủ cái cô hết trơn rồi chứ nữa. Ờ răng đi mua hết rồi. Răng rồi. Đưa cho bà cầm. À. Rồi để nhớ. Mẹ Thúy ơi. À, có cái cầu cháu á tính thẳng ở bên Mỹ á gửi qua cho mẹ 500 ngàn này. Tiền đó, tiền đó, tiền gì lấn đưa đó. Của cầu thắng. Của cầu thắng rồi đó. Ừ, của cái cầu tính thẳng ở bên Mỹ á. Mà cảm ơn không? 500. 500. Đưa tiền cho bà cho không đưa cho em cho bỏ cho đây để đây cái đá. Đưa em cầm liền đâu. À. Phải để vài ngày cũng đưa cho đá đâu. Đúng rồi. Mà đưa cho em là đưa còn không thôi là em không lãi. À. Đúng rồi, ba có tiền phải cất trong bọc có chứ. Rồi từ từ mày đứa con gái mua đồ ăn vặt chứ. Rồi cái nữa là qua của cầu thẳng này. Còn đây là qua của con này, của láng này. Đây chị lớn gửi nè. Rồi, con gửi mẹ 100 ăn kèo ấy. Mẹ ấy. Dạ. Nó bà dụng như mua xong rồi. Bà cười rồi đó chị. Bà đếm bà cũng cười rồi đó. Tôi ấy. 98 tuổi rồi đó, dễ thương đó. Hồi xưa gạch đồ hủ đó đi bán đó, mà bữa đến dài gạch đồ hủ đi bán. Tôi dễ sợ. 98 tuổi. Rí là trong xóm đấy là bạn của mẹ tôi là con dạ. Được mình mẹ thấy dạ, đấy đó. Dạ em bị chứ. Hồi xưa em ở hay tới nhà đó. À. Dạ. Tồi chứ. Gì đó em. Hử? Gì đó. Mẹ nói chi ra túng không? À, mẹ. Chứ mình không hiểu bà nói mình đi thuộc cái lương của trong rồi. Chứ bà kêu bà không ăn tè bà chứ em hẹp đó. Em hẹp lơ bà chịu sợ mình ăn thôi. Ai đút bà không ăn đâu. Mình em đút thôi và em đút em kêu sống chết chết nó còn hơn chết đó ăn đi còn chết thì được và em dặn đó buổi tối cô đi xa thì mình khó tìm to vì em đi làm cả ngày thì rồi tối là em về em ngủ đấy chứ hả dạ. Phải có người ở nhà trong nhà dạ tụi
tội. Đấy chứ, khi mua em ở lại đấy hết một đứa mà đấy. Tội, ở mình tội. Đi dục chồng dục con ở trên nhà cho em năm về gì vậy nhiều hơn. Không phải lo cho mẹ đó. Chồng con chứ con cũng lợn rồi, con chỉ được mấy đứa mà lợn hết chứ. Dạ, được lợn rồi. Tôi hết cho ba được rồi. Tôi mình đâu có việc mẹ đi lúc nó mố đâu. Dạ. Nên nghe về cái nấu ăn rồi dục cha con làm chi làm cái về gì đi năm bà. Rồi. Cái tờ 500 nữa là của cái cầu thẳng ở bên dạ, Mỹ á. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn. À, rồi. Để nước đưa rửa ra cho. Có em cái cũng đưa đâu. Không mẹ ứng hai tâm hai bà ước và phạt em bà phạt con cũng phải là lấy tiền đưa ai là lấy bút tiền có tệ tội da ra chuyện lắm bỏ bên em trứng trăng phu rồi này dạ phu rồi họ kêu rồi họ kêu đằng ống xứng trứng đằng ba xứng mặt cả hay là rắn hay là dạ, đằng đằng ba phù mặt đằng ông phù chân à nhưng là bà đi hồi xưa em đứng bà già em được bà già em phù hai chân một bóng phù mặt mà bà bò ăn còn nước buồn trong cái 98 tuổi là cũng thò lắm rồi bà đi rồi. Mà phù hai chân của anh ít đi lại từ quá như vậy năm chỗ bác rồi không xứng. Học đồng mà xứng thôi mẹ con về mẹ hễ tôi mẹ con về hễ rồi tôi theo ngủ rồi nọ ngủ ban ngày ban đêm thức mỗi lần ra cả đêm trời dạ rồi thôi chị về hễ dạ, rồi thưa mẹ con về đang đi em đi mở cà lưng cho bà nghe gọi em mở nhạc kinh đang nội mới hoài đó bác ngủ ngon đó dễ thương cho nè thôi dạ, về tội chứ thôi để em ngủ để bé ngủ 98 tuổi tôi nhà thôi quá 2 tuổi đi mấy 2 tuổi chứ mày con thôi mày chúng là giờ mô đi cũng là cũng ấy rồi tôi quá tôi rồi anh không dạ tôi đi tiền tôi đi mà tôi nói thế chắc anh gọi nha nên tôi gọi trước à yeah. Rồi đi vợ đi bạn đấy à dạ bây giờ anh ở nhà chắc thế hả dạ thì con vợ có đem tiền cho mình lấy anh tập rồi dạ đem tiền cho vợ lấy anh tập đấy dạ thôi không cần đâu để cho chị bạn dạ tôi tới chuyện khi anh chụp qua thôi có một cái anh quách tất thẳng anh gửi một ít quà tôi trích quà của anh tất thẳng anh thẳng cho anh ít hả dạ dạ rồi gửi cho anh 500 mấy dạ dạ rồi anh cầm đi dạ dạ rồi tôi gửi lời thăm gửi lời cảm ơn thẳng lại luôn dạ dạ tôi chưa chẳng biết mặt anh thẳng nữa luôn dạ. Chúng là họ cũng biết rồi chắc là quái có quái trong kén rồi đó rồi có gửi qua hai chị em gặp chung mà qua của bà chị tôi cũng mới đi trao rồi à chứ ra qua của cậu em à cậu thắng rồi thôi anh vui vẻ à, dạ dạ bữa trưa con tới thăm bác mà ở nhà bác mà chưa có anh kia tại ra là bác qua nhà con chơi à, con của bác chơi thôi con ghé thăm bác con gửi chụp qua không qua đây là của anh thẳng à, quà của một bàn á là tính thẳng à, con gửi bạc 300.000 dạ 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 bữa trước là con ghé thăm bạc á bữa bạc nhớ không bữa à dạ có bạc có hạt cái bạc ngay bạc nhớ không à dạ 200 dạ con không nhớ đứa mày chứ con không nhớ à dạ dạ chứ lần đi là 300 dạ à, tiền đi là tiền của anh thắng à con cái lần trước là tiền con nhưng lần đi phải tiền của con ấy à rồi con cảm ơn bạc ấy rồi con chào bạc con về nghe dạ không dạ dạ có đồng chí mô ở đây mô của anh thẳng ở bên Mỹ á dạ
Dạ. Dạ, rồi con chào bạc nghe. À, bạc. Dạ, nắm đi bạc mày mới rồi hè. Chù chà. Đó, 93 rồi, chù chà giỏi hè. Rồi con chúc ba sống nắng thêm cho đủ hơn 100 tuổi ấy. Dạ, dạ, con chào bạc nghe. Rồi. Dạ, thôi thì ngày mốt quỷ ngày nãy thì đi là cùng đài thò rồi. Dạ, con chào bạc nghe. Quá tốt rồi. Dạ 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 con chào bác dạ. Dạ Như Lân xin cảm ơn cả nhà đã xem xong video. Xin chúc cả nhà luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc, vạn sự cát tường như ý. Thank you very much for your watching my video. All the best will see to you and your family. Thank you for your support to share, like and subscribe my channel. See you in the next video. Xin hẹn gặp lại quý vị trong video sau. Xin hãy ủng hộ Như Lân bằng cách like, đăng ký, chia sẻ để giúp kênh Như Lân phát triển nhiều hơn và có điều kiện để làm tiếp tục công việc thiện nguyện. Cảm ơn rất nhiều.